thế thì Nam luôn sẵn sàng. Bất kỳ ai, thực ra Nam rất là mê hát. Bất kỳ ai mời Nam mà cover lại hay là hát chung thì Nam sẽ sẵn sàng. Vì thực ra ở thời điểm hiện tại Nam là một diễn viên thôi, nhưng mà tuy nhiên thì rất đam mê hát. Sơ hở cái là sẽ đi hát. Tức là bây giờ mình đi mời chứ không phải là chị Sam có sẵn không đi mời. Chị Sam à, bé nói là bây giờ là em với chị kết hợp làm ra một bài hát, ra một MV. Được. Ok luôn, chốt được. Luôn ạ. Chốt. Em thì sẵn sàng rồi, em luôn sẵn sàng. Em có bài chưa? Em có bài, em mua cách đây 2 năm rồi nhưng chưa ra MV. Bài của anh Thanh Hưng, ba lát. Nhưng mà có nữ hát không? Em có thể chế lời cho nữ được. Ồ, phải có nữ chứ, chứ mình mời chị đóng em. Thôi, không có MV đâu, phải có hát mới được. Phải có hát, hát thì okay. Không, thì hát đó, thì em nghĩ là vẫn được, mình sửa lại cái tông thôi. Dạ. Nhưng mà anh bé có tin tưởng vào giọng hát của chị Sam không? Ở đâu có không, chị không có. Nhưng mà em mời là chị tham gia liền. À, bây giờ đi, nếu mà ngày là em xem phim, em sẽ mời chị. Nhưng mà anh có tự tin vào giọng hát của chị Sam không ạ? Ý em là sao? Anh tự tin vào phòng thu. Chị làm đúng mà. Đó. Cái clip bài hát của chị Sam đang lên là được hơn 1 triệu view đấy, trên TikTok đấy. Bài em vẫn hy vọng đấy. Đúng hả? Bài hát sao chị? À, đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục có một cái bản song ca, đó là Diệu Sang, Dạ và Quang Trung. Và hy vọng là mọi người tiếp tục ủng hộ các clip mới của chương trình Studio số 6 nha. À, tức là cái bài mà mọi người hát chung ở trên này là viral. Ờ, đúng rồi. Hơn 1 triệu view là ăn. Thế thì phải ra em đi ngay. Thì cũng đang dự định. Đúng rồi. Đang trong thời cơ á. Sơ hở là hát chị sao chị dạ mấy gì làm sao kìa. Đáng cười luôn, chị còn bất ngờ chút vậy đó. Để dựng xong clip cho fan mới bất ngờ. Đúng rồi. Hôm qua là để cho mọi người nghe là hôm thường đó là chị Dạ Sam, đó là Sam là người rất là muốn hát trong chương trình, nhưng mà chị không cho Sam hát, chỉ cho chị Dạ hát chung thôi. Thì ngày hôm qua á, chị Dạ mới năn nỉ Sam để hát song ca chung, nhưng mà Sam cũng cảm giác là mình cũng có giá mọi người, cho nên là Sam cũng đang cân nhắc suy nghĩ thôi. Thì đó, chị Dạ nói là thôi bây giờ thì tăng ca, đó tăng ca là giữa Sam với chị Dạ với anh Trung, thì lát nữa là sẽ có cái nhạc tăng ca đó, đúng không chị? Đó là mời em, không phải là Sam nói rõ là